Kính chào quý khán thính giả. Tôi là thạc sĩ bác sĩ Phạm Đỗ Anh Thư, hiện đang công tác tại khoa nội tim mạch, trung tâm tim mạch Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, thành phố Hồ Chí Minh. Chắc mọi người đã nghe nhiều về cụm từ mở máu. Hôm nay tôi xin phép chia sẻ khái niệm mở máu là gì, mở máu cao có ảnh hưởng như thế nào đến cơ thể và làm thế nào để kiểm soát và phòng ngừa mở máu cao, đặc biệt là sau những bữa tiệc ngày Tết. Trước tiên, khái niệm mỡ máu là gì? Mỡ máu là hay còn gọi là rối loạn lipid máu, là tình trạng thay đổi bất thường như tăng hoặc giảm các nồng độ chất béo trong máu, xảy ra khi tăng cholesterol máu toàn phần. Chỉ số này trên 5.2 mmol trên lít là bắt đầu cao, hoặc tăng cholesterol xấu LDL cholesterol khi chỉ số này trên 3.4 mmol trên lít, hoặc giảm HDL cholesterol ở người bình thường chỉ số này trên hoặc bằng 1 mmol trên lít, hoặc tăng triglyceride máu khi chỉ số này trên 2.3 mmol trên lít, hoặc dạng hỗn hợp vừa tăng cholesterol xấu và vừa tăng triglyceride máu. Nguyên nhân của mỡ máu cao là gì? Gồm có nguyên nhân nguyên phát và thứ phát. Về nguyên nhân nguyên phát hay còn gọi là tăng cholesterol có tính gia đình, do đột biến gen của một hoặc nhiều gen làm mỡ máu cao ở người trẻ hoặc người có tiền sử mắc bệnh tim mạch do xơ vữa sớm, xảy ra khi nam nhỏ hơn 55 tuổi và nữ nhỏ hơn 60 tuổi. Về nguyên nhân thứ phát, một số bệnh lý và tình trạng có thể làm mỡ máu cao như đái tháo đường, hội chứng chuyển hóa, bệnh thận mạng, hội chứng thận hư, xơ gan ứ mật, béo phì, lối sống ít vận động, chế độ ăn nhiều chất béo bão hòa. Ngoài ra, một số thuốc như glucocorticoid, testosterone, estrogen, lợi tiểu, thiazid, thuốc ức chế beta và một số nhóm thuốc ức chế miễn dịch cũng làm mỡ máu cao. Mỡ máu cao có ảnh hưởng như thế nào đến cơ thể? Như chúng ta biết, chất béo không tan được trong nước nên muốn di chuyển trong máu, chất béo phải được gắn với lipoprotein để được vận chuyển từ máu đến các mô để sử dụng cho năng lượng, sản xuất hormone steroid và tạo axit mật. Ngoài ra, chất béo còn là một trong những thành phần của màng tế bào trong cơ thể. Tuy nhiên, mỡ máu cao làm chất béo lắng đọng trong các mô, gây xơ vữa mạch máu. Các mảng xơ vữa, các mảng xơ vữa lớn dần theo thời gian, có biến chứng viêm loét và vỡ mảng xơ vữa, dẫn đến sự kết tập tiểu cầu, tạo thành cục máu đông gây tắc các động mạch. Nếu tắc động mạch vành, có thể biểu hiện nhồi máu cơ tim hoặc cơn đau thắt ngực không ổn định. Khi tắc động mạch não, sẽ có biểu hiện đột quỵ hoặc cơn thoáng thiếu máu não. Khi tắc động mạch chi, sẽ có biểu hiện đau cách hồi, thiếu máu chi dẫn đến hoại tử chi. Do đó, giảm cholesterol máu xấu, LDL cholesterol sẽ giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch do xơ vữa như bệnh động mạch vành, bệnh động mạch não và bệnh động mạch ngoại biên. Tuy nhiên, một số nghiên cứu gần đây đã cho thấy tăng cholesterol tốt, HDL cholesterol không làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch do xơ vữa. Đối với bệnh nhân có mỡ máu cao, trước tiên cần được phân tầng nguy cơ tim mạch gồm 4 nhóm: nhóm nguy cơ rất cao, nhóm nguy cơ cao, nhóm nguy cơ trung bình và nhóm nguy cơ thấp. Nhóm nguy cơ rất cao gồm những bệnh nhân đã có bệnh tim mạch xơ vữa trước đó, như đã từng bị nhồi máu cơ tim, đã đặt stent mạch vành, phẫu thuật bắt cầu mạch vành, đã từng bị đột quỵ hoặc cơn thoáng thiếu máu não, có hẹp 5/50%, ít nhất 2 nhánh động mạch vành ở thượng tâm mạc trên hình ảnh MSCT mạch vành hoặc trên chụp mạch vành qua thông tim, có mảng xơ vữa gây hẹp có ý nghĩa trên siêu âm động mạch cảnh, những bệnh nhân có đái tháo đường, có tổn thương cơ quan đít bao gồm tiểu đạm đại thể hoặc vi thể, có biến chứng võng mạc và biến chứng thần kinh,
hoặc bệnh nhân tiểu đường có trên 3 yếu tố nguy cơ tim mạch chính, hoặc thời gian mắc bệnh tiểu đường type 1 trên 20 năm, và những bệnh nhân bệnh thận mạng mức độ nặng với độ lọc cầu thận ước tính là dưới 30ml một phút, hoặc những đối tượng có nguy cơ 10 năm tử vong tim mạch theo thang điểm score trên 10% đều là những nhóm thuộc nguy cơ rất cao. Những bệnh nhân nguy cơ cao là những bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường nhưng chưa tổn thương cơ quan đít, có một hoặc hai yếu tố nguy cơ tim mạch chính và thời gian mắc bệnh là trên 10 năm, hoặc bệnh nhân bệnh thận mạng mức độ trung bình với độ lọc cầu thận ước tính là từ 30 đến 59ml một phút, hoặc bệnh nhân có nguy cơ 10 năm tử vong tim mạch theo thang điểm score từ 5 đến dưới 10% là đều thuộc nhóm nguy cơ cao. Nhóm nguy cơ trung bình là những bệnh nhân đái tháo đường với thời gian mắc bệnh dưới 10 năm chưa có tổn thương cơ quan đít, hoặc nguy cơ 10 năm tử vong tim mạch theo thang điểm score là từ 1 cho đến dưới 5%. Và cuối cùng là nhóm nguy cơ thấp, bao gồm những bệnh nhân có nguy cơ 10 năm tử vong tim mạch theo thang điểm score là dưới 1%. Từ sự phân tầng nguy cơ này sẽ có những mức LDL cholesterol mục tiêu. Đối với nhóm nguy cơ rất cao, cần giảm LDL cholesterol trên hoặc bằng 50% so với mức ban đầu, hoặc dưới 55mg trên decilit, tương đương với 1.4 mmol trên lít. Đối với nhóm nguy cơ cao, cần giảm LDL cholesterol trên hoặc bằng 50% so với mức ban đầu, hoặc dưới 70mg trên decilit, tương đương với 1.8 mmol trên lít. Đối với nhóm nguy cơ trung bình, cần giảm LDL cholesterol dưới 100mg trên decilit, tương đương 2.6 mmol trên lít. Và đối với nhóm nguy cơ thấp, cần giảm LDL cholesterol dưới 116 mg trên decilit, tương đương với 3 mmol trên lít. Để điều trị giảm cholesterol xấu, LDL cholesterol, cần dùng thuốc phối hợp với chế độ dinh dưỡng và luyện tập. Trong các nhóm thuốc thì statin giữ vai trò chính trong điều trị giảm LDL cholesterol. Ngoài ra còn có một số nhóm thuốc khác như thuốc giảm hấp thu cholesterol ezetimibe, nhóm ức chế BCSK9 và nhóm làm giảm hấp thu axit mật, fibrat và axit béo omega 3 EPA làm giảm triglycerides máu. Đối với chế độ dinh dưỡng và luyện tập, cần tập thể dục đều đặn mỗi ngày với ít nhất 30 phút một ngày và ít nhất 5 lần trong một tuần. Duy trì cân nặng hợp lý, cần giảm chất béo dạng trăng trong chế độ ăn. Chất béo dạng trăng là một loại chất béo có hại, làm giảm LDL, làm tăng LDL cholesterol và giảm HDL cholesterol. Chất béo dạng trăng có nhiều trong các thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhanh, thực phẩm chiên rán nhiều dầu mỡ. Chất béo ngoài ra cần phải giảm lượng chất béo bão hòa trong các bữa ăn. Chất béo bão hòa có nhiều trong các loại thịt đỏ như là thịt bò, thịt heo, thịt dê, thịt cừu, trong da và nội tạng của động vật, da của gia cầm như là da gà, da vịt, nên thay bằng chất béo không bão hòa đơn hoặc đa có nhiều trong cá và các thịt trắng như là thịt gà, thịt vịt. Ngoài ra cần giảm lượng tinh bột trong các chế độ ăn giúp làm giảm lượng triglycerides máu. Cần bổ sung chất xơ trong các khẩu phần ăn như là rau xanh và trái cây tươi, sử dụng các sản phẩm từ sữa ít béo. Ngoài ra bệnh nhân cần giảm hoặc là ngưng sử dụng rượu bia, ngưng hút thuốc lá. Những thực phẩm chiên xào nên thay bằng những thực phẩm được chế biến theo cách luộc và hấp. Bên cạnh đó cần tập thể dục đều đặn mỗi ngày. Đối với người lớn tuổi cần duy trì chế độ luyện tập nhẹ nhàng như đi bộ,
tập thể dục dưỡng sinh, bơi lội, đánh cầu lông. Và đặc biệt là sau Tết cần kiểm tra sức khỏe định kỳ để được bác sĩ chỉ định xét nghiệm, kiểm tra, mở máu. Và nếu mở máu cao cần được điều trị theo đúng tư vấn và chỉ định của bác sĩ. Không nên tự ý mua thuốc điều trị tại trung tâm tim mạch, bệnh viện đa khoa Tâm Anh. Bác sĩ sẽ cho chỉ định kiểm tra mỡ máu, bao gồm kiểm tra lượng đường trong máu, kiểm tra tình trạng mỡ máu, men gan, chức năng thận, đồng thời tầm soát những bệnh tim mạch xơ vữa liên quan đến tình trạng mỡ máu cao như siêu âm tim, đo điện tim, trắc nghiệm gắng sức để tầm soát bệnh mạch vành, siêu âm phát hiện mảng xơ vữa ở động mạch não, động mạch chủ, đo ABI và siêu âm động mạch chi dưới giúp phát hiện bệnh lý động mạch ngoại biên. Phần chia sẻ của tôi đến đây đã kết thúc. Kính chúc quý khán thính giả một năm mới bình an, hạnh phúc, nhiều sức khỏe, vạn sự như ý. Trân trọng kính chào.